À, anh Bự, cái quá trình mà mình diệt rong hổng rày đó là từ cái ngày mình diệt đó cho khoảng đến mấy ngày sau là anh thấy rong mình nó bắt đầu có cái triệu chứng, nó bắt đầu là nó sẽ chia nó chết anh. Theo ngày thứ tư á thì nó chóm đầu rồi đó, bắt đầu đó. Ngày thứ năm bắt đầu là nó chết là mạnh rồi đó, là bắt đầu là lúc theo đức chừng khoảng 80% rồi đó. Rồi thấy xong thì khoảng anh sử dụng cái liều tiếp theo đó để cho nó diệt cái phần còn lại đó, thì là khoảng mấy ngày sau đó là nó chết hết luôn anh. Ở tiếp tục đó, theo nó ngắn lại là có 3 ngày nữa thì nó có thuốc cái lần trước trong đó rồi, lần sau có 3 ngày nữa là bây giờ đã nổi luôn, cái tóc cùng còn lên luôn, thì còn nó phát hiện á, nó nổi mầm đó là đó, là thấy nó không bà lạ nổi lên luôn. Dạ, bữa đó rồi anh đi vớt khoảng mấy ngày xong. Bữa sau là rớt khoảng đầu đêm là 1 ngày nữa. À, anh thấy sau khi diệt không xong thấy tôm nó làm sao, anh phát triển khỏe không, an toàn cho tôm không? Xong vớt lên xong 2 ngày sau tôm mới phát triển là ăn mạnh lại, ăn cấp này là ăn mạnh lại lắm rồi, và ăn tôm nó khỏe lại luôn, nó vô trọt sung lại. Rồi hồi chưa dứt công thì đắm trong trọt tới chiều xuống là còn la gai, bây giờ là khoảng 1 giờ, 1 giờ mấy là hết trọt, xong không đôi là 1 giờ mấy hết trọt. À, anh thấy sau khi diệt rong rồi thấy có bị nước, có bị túi gì không anh? Theo cái cách mình làm giờ rồi mình chia ra 2 đợt để mình xử lý á. Có nước nó hơi bị, nó có gồng tròn, gồng đá, gồng nhớt, nước nó hơi ẩn, nó hơi ẩn, nhưng mà mình xài khoáng lại bữa sau là cái nước nó ổn rồi. Thì cái phần này á, thì sau khi mình diệt rong á, thì chỉ cần mình sử dụng cái men vi sinh đó anh, để mình xử lý thêm cho nó là cái môi trường nó ổn định tốt thôi, không có gì cả, nó xử lý cái đáy cho mình á, để phân hủy những cái phần còn dư của những cái rong đó ha, và phân hủy những cái chất hữu cơ trong ao, vậy là xong, là môi trường mình là sạch khỏe cho mình ha. Trong đây mà có bị rong thì anh Mười cũng sẵn sàng để chia sẻ cho quý bà con mình xài không anh Mười? Có chứ, mình chuẩn bị là mình tính làm cái môi trường mới nè, cũng như là chuẩn bị là lấy nước miếng đó vô, thì trong vòng cỡ 7 ngày là rong là phải là lên dữ dằn lắm đó. Mới muốn hỏi là phải có cái thuốc này là đặc trị cái đó được luôn không? Vâng, anh Mừ hỏi cũng rất là hay. Bữa rồi thì em hướng dẫn cho mình là cái cách trị. À, bây giờ thật ra thì nó đã trị được, đương nhiên nó phải ngừa được. Thì những cái loại mà rong nó chuẩn bị khi mà mình vừa cấp nước vô đó thì Nó lên khoảng 2 phần 3 phần 4 phần trở lại 5 phần trở lại đó. Đúng rồi, Mau đúng lắm. rồi. Thì chúng ta vẫn có thể ngừa được với cái liều như thế, nhưng cái cách chúng ta ngừa thì nó đơn giản hơn là chúng ta đưa nước vào trong vuông á, nó xem xét thôi, thì nó lên khoảng tầng mà 2 đến 3 phân như thế này, để chi để cho những cái ánh sáng nó xuống á, nó sẽ tiếp xúc được với cái nền đất vuông á, nó làm cho những cái mầm rong ở trong nó mọc lên, nên mình nôm na giống như là diệt mầm ngày xưa thôi đó. Thì khi nó lên những lúng cuốn cuốn nhỏ chẳng như thế này nè, thì trong vòng 2 đến 3 ngày chúng ta có thể sử dụng cái bộ đôi diệt rong này cũng được ha, nhưng mà nó nhẹ hơn cái là chúng ta lúc đó cái lượng nước nó thấp đó, thành ra cái hiệu quả chúng ta nó sẽ rất là cao, có thể chúng ta sẽ giảm cái liều lại cũng được, chứ ví dụ như 5 công thì khi mà chúng ta dùng cái bộ đôi đó thì chúng ta có thể sử dụng được khoảng là 3 công thôi, là cái liều lượng á là vẫn đủ diệt cho khoảng 5 công đó, là cái lượng mà nước nó ít hơn á, thành ra cái nồng độ rong nó cao, nó giúp cho mình diệt nó khỏe và nó cũng tiết kiệm. Thì sau khi mình diệt thì khoảng 2 đến 3 ngày thì chúng ta cứ đưa nước vào thì các cái mầm rong nó đã chết rồi. Đã. Như cái cây bự, rong bự nó cao như thế này mà nó còn chết thì huống chi cái mầm như thế này. Đó, thì nó càng dễ hơn. Thì khi nó chết thì chúng ta chỉ cần đưa nước vào và gây màu trở lại là ổn định xong. Thì chúng ta cắt được cái nguồn ánh sáng nó chiếu thẳng trực tiếp xuống cái nền đá thì cái tự nhiên cái rong của ta nó sẽ không có lên nữa. Và chúng ta đã diệt hết một đợt đầu rồi. Thì cái môi trường chúng ta là nó sẽ ổn định, và nếu mà trường hợp thực sự là nó ổn định rồi nha thì sẽ không lên, còn nếu mà như trong thời gian chúng ta làm cái màu nước nó có thể nó bị biến đổi thì có thể nó bị trong rồi đó, thì nó lên nó chiếu xuống thì nó có lên, thì nó lên cũng lượng ít thôi chứ không có nhiều, chỉ tầm 5 đến 10% trong ao, thì lúc đó nó vẫn an toàn, nó khỏe cho người ta, không có ảnh hưởng gì cả ha. Dạ, rồi chỉ vậy thôi, thì tới cái thời điểm đó thì anh chỉ làm như vậy, em xuống em hướng dẫn anh làm trực tiếp luôn. À, cái cách để mình phòng ngừa ban đầu.